Mấy cô đang đứng ở ngay đại lộ Bô Sa các bạn. Nơi đây nó diễn ra, nơi đây diễn ra cái rally, coi như là để cho những người bầu cử họ biết tới cần phải bầu ai. Dạ, đây là hai chú phải không? Hello chị, khỏe không? Dạ. Rồi. Đây. Rồi, đây là các chú, các chị. Rồi, đây là những người ủng hộ Tổng thống Trump, Tổng thống Super Bowl 17. Các bạn bên kia đường thì là bên kia đường là coi như là những người ủng hộ Derek. Hello chị, khỏe không chị? Dạ khỏe. Ôi hả? Nguyễn Maga, mình có quyền bầu cho ứng cử viên không phải là Michelle Steele được, chứ Michelle Steele được không chị? Dạ, anh bầu trai cũng được. Đúng rồi, Trump thì ok, dạ, nhưng mà ở cái level của giữa bà Michelle Steele không nhất thiết phải bầu cho Michelle Steele, đúng không? À, không nhất thiết. Chúng tôi bầu cho bà Michelle Steele. Cái đó là cái quyền của chị, đúng, nhưng mà bên kia là những người bên kia. Tất cả mọi người đều có cái quyền bầu cho ai thì người đó muốn. Chị đứng ở đây mặt nó sáng một chút, xin lỗi chị. Đó, chị mỗi tuần cũng thấy chị rally đi thường xuyên nha. Ở ngoài biển chứ không phải ngoài đây. Biển, đúng rồi. Hôm nay coi như là bên kia họ cũng chuẩn bị là 1 giờ để mà họ làm cái rally bên kia phải không? Rally caravan, đúng rồi. Thì tôi cũng có đi chung với các đoàn đó luôn. Chị, bà Michelle Tết là người Nam Hàn, bà không có làm gì kia cộng đồng Việt Nam hết. Dạ, chị nghĩ sao? Chúng tôi là Cộng Hòa, chúng tôi bầu cho Cộng Hòa, dứt khoát là như vậy. Là khi một con ngựa nó chạy ở trong cái sân là cứ thế chạy thôi chứ không cần biết. Người Cộng Hòa bầu cho đảng Cộng Hòa. Michael cũng là Cộng Hòa nữa. Nhưng mà hiện tình bây giờ là ông Trump cần người giữ ở trên quốc hội, không... cần có người ở trên quốc hội. Ông giỏi rồi, không cần đâu, nhưng mà không, ở cái level bà Michelle Steele đó. Phải có quốc hội đó nè. Ở cái level bà Michelle Steele đó. Mình cần những người nào làm cho cộng đồng Việt Nam mình ở đây. Anh nói gì vậy, anh kỳ thị, bà cũng làm cho Việt Nam vậy. Bà không làm gì được gì đó. Michael bầu bà lần trước, Michael nói không nhất thiết đâu. Vậy cho thấy bà ở đây sao anh không có. Mới ra. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn anh. À, bên kia là Miss. Bên kia. Thấy nhìn những gì? MS đó là Michelle làm. Đúng vậy không bác? Dạ, đúng vậy. Chồng Michelle Steele đưa cán bộ trung tâm và tới Mỹ để lấy tiền. Các chú các bác đây. Họ đi vòng vòng. Bên kia thì là những người ủng hộ Tổng thống Trump và Michelle Steele. We're here to support Derek Tran because, you know, we've seen the ads, the talking points that Michelle Steele has, and it's really very dishonest, very disrespectful to the Vietnamese community. You know, she's trying to paint him, a Vietnamese American member of our community, like an owner of a pharmacy, someone who lives in Orange County. You know, trying to paint him as a communist, and it's very disrespectful to Vietnamese Americans. You know, who have literally fled communism. Yeah. And
we just all came out here because we needed to show that support, needed to show that, you know, these lies will not stand. Yeah. Okay. I see a lot of enemy here, mm-hmm. old, young people, you know, live here. They're very frustrated of Michelle Steele. They put a lot of signs that saying that their country is, colonized and things like that. And his English is pretty bad and pretty, not good. So what do you think about that? His English, sorry, his. She criticized. They're English, very poorly. Oh, his Vietnamese, right? Yeah, right? His Vietnamese. Yeah. I mean, member of the younger generation who can't speak Vietnamese very well, I find that extremely relatable to Derek Tran. Honestly, even if he wasn't as fluent as, even if he's not the most fluent speaker, if anything, it's kind of disrespectful again to the younger generation because you don't need to speak Vietnamese 100% fluently to be a member of the community, you know? What was your first first point? Communist, I already said this before, but he's he's a veteran. He's literally served our country, and to try to claim that this Vietnamese American veteran is a communist is just the most despicable thing that I can think of. And she's just trying to play politics, she's just trying to play on people's fears instead of, showing how, instead of talking about how she will, what she will do for the community. And that's because she has nothing for the community. She's not going to help the community. All she can rely on are these red baiting tactics. Okay. You want to share something that to the voter that is coming up on November 5th? They come go out, put their vote. So say something about, about voters. So it's about Derek, so voter can have the information. Yeah, so, the election's coming up on November 5th. It's going to be really important to the election, especially in this district, because this is the literally 45th district is the most competitive house district in the country right now. And literally this house could be the difference, between a fully democratic controlled Congress and, with that having legislation passed that will, decrease the cost of prescription drugs. It will, increase the house, Democrats are pushing for legislation that will, increase the housing supply and provide a 25,000 tax credit for first-time home buyers, which will really help, people like me, be able to buy our first homes. Having a fully democratic Congress will allow for legislation to be passed that will, restore Roe v. Wade so that a woman has access to healthcare for her own body, and the government shouldn't have any, shouldn't be in between the woman and her doctor. I heard some of the Michelle supporters saying that pro-abortion. Their turn is pro-abortion. Can you give a little detail from your perspective on that? They said about abortion issue. So I don't view it as being pro-abortion or anti-abortion. Yeah. I view it as pro-freedom and anti-freedom. The government should not have the right to stand in between a woman and her healthcare. If a woman is bleeding out, about to die from a pregnancy, and a doctor can't provide her healthcare because they're scared of abortion, abortion being banned in a particular state, that's what I care about, not being pro-abortion or anti-abortion. That's a personal decision, and the government shouldn't have a say in it. Okay. All right. Thank you very much. What's your name again? Kwa. From where you live in? City. I live in Cerritos right now, but I'm originally from Westminster, from Garden Grove. Okay. And Westminster and Cerritos, I think it's the 45th district. District. Yeah. Thanks again. All right. Thank you. Bye-bye.
Điểm đó cũng chưa có đúng. Nhưng mà trước tiên thì người Việt thì họ vẫn thường ủng hộ cái người Việt. Nhưng mà phải xét về cái quá trình, cái như là cái lý lịch của người ta như thế nào, người ta có tốt hay không, người ta làm những cái gì, có cái tì vết gì hay không thì mình bầu thôi. Còn một người nói dối, người sẵn bội thì làm sao mình bầu được. Một người làm nhiều việc sai trái như bà siêu thì không thể nào ta bầu được hết á. Cái tên cũng đúng. Quên 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 quên. Đó, tôi từ Senegal lên chứ phải ở đây. Tôi là cái người ở Senegal lên, tôi đi 2 tiếng mấy đồng hồ mới lên đây. Mà không lái xe, nhờ người khác chở đi. Nhưng mà bị tôi bức xúc. Tôi muốn là nói lên tiếng nói của cái người Việt Nam ở Mỹ này. Nhất là địa hạt 45. Phải biết bầu cho chính đáng cho cái người nào đúng đắn mà bầu. Đừng có làm sai nữa, chúng ta làm sai thì nó rất là uổng ý cái lá phiếu của chúng ta. Mời cô chia sẻ cho những người cử tri mà họ không biết nhiều về Lê Đức Trần, cô có thể chia sẻ để mà họ có thể bỏ phiếu cho Lê Đức Trần. Dạ, Lê Đức Trần là một công nhân có trong quân đội 20 năm trong cái quân đội Mỹ nha. Lê Đức Trần tiếng Mỹ rất là giỏi, tiếng Anh rất là giỏi, là người Việt. Ba mẹ là cái người Việt Nam Cộng Hòa đó, đi tị nạn cộng sản. Rồi David Trần là một luật sư. David Trần sống ở đây, David Trần có tiếng nói với người Việt mình. Cô nghĩ sao về những người bên kia họ bầu cho bà Michelle Tiêu? Cô nghĩ sao? Lý do nào mà họ không nhìn thấy những gì cô thấy ở đây? Ai cũng vậy, nhiều khi người ta không có biết á, người ta chưa có ngộ ra được. Người ta bị những cái đài nó sai trái, gọi là tẩy não người ta không có biết. Là chưa biết được cái nào đúng sai. Còn nếu họ biết á, mà họ vẫn bầu thì đó là một tội ác. Còn không biết thì tôi không nói. Họ biết rõ bà Michelle Steele là người như thế nào mà họ vẫn bầu, đó là một tội ác. Mình tiếp tay cho tội ác. Thế thôi. Cảm ơn cô. Cô ra đây từ lúc nào vậy cô? Tôi ra đây từ sáng, bây giờ tôi đi sớm lắm. Yeah. Đi chờ. Tôi đã ủng hộ lần này thứ ba rồi, lần đầu tiên là hôm thứ bảy, sau đó tôi ở nhà hàng nữa, nhà hàng Golden Sea đó. Yeah, yeah. Lần thứ ba thì ở đây là ba lần. Yeah. Tôi muốn cố gắng tối đa để mình không có ân hận. Yeah. Mình không ân hận là nếu mà cái chuyện gì xảy ra mình không ân hận, mình đã làm hết mình rồi. Yeah.
năm nay cô biết cộng đồng Việt Nam mình nó bầu cử rất là nóng như vậy, lý do mấy năm trước cô có ra như vậy không? Mà mấy năm trước tại vì CLC mấy năm trước cũng có một người đối phương là ông Jay Chen, là người Đài Loan đó, cho nên bà đã dùng những cái chiêu trò giống như vậy và đánh được ông đó, đánh ông đó thua. Nhưng mà đối với cô, ông Michelle Steele dùng những cái chiêu trò như vậy cho Derek Trần, cô nghĩ là phía đằng sau lưng nó có những nhóm người họ kích động như thế nào không, theo cảm nhận của cô? Tôi nghĩ là bà Steele bà sẽ có cách bà làm thôi, đương nhiên người Việt Nam, những cái bản hiệu người Việt Nam à, những cái cách suy nghĩ là của người Việt Nam thì họ sẽ cũng được mua chuộc thôi, họ mua chuộc họ làm, họ ủng hộ cho bà Steele vì quyền lợi thôi. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn câu điều. Dạ, cảm ơn. Cô là một cư dân từ bên San Diego. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, Phú Việt Media cô. Dạ. Đài Phú Việt Media. Dạ vâng, xin cảm ơn đài, xin cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. California 45 này có rất nhiều người bị tị nạn cộng sản đang thôi thấp chờ để lấy lại nhân quyền, để lấy lại độc lập, và chúng ta đã bao nhiêu năm nay đau khổ bởi vì chúng ta có một cơ hội, có lẽ là cơ hội đầu tiên và cơ hội cuối cùng để mà lấy lại đối diện. Đúng, tôi đồng ý cái ý kiến của anh, nhưng
mà vì anh có bầu cho tổng thống Trump hay là anh mà bầu cho bên Kamala Harris? Tôi nói cho anh nghe, cái sự lựa chọn của anh của tôi và tôi sẽ cái sự lựa chọn của tôi. Cái sự lựa chọn đó nó có lợi cho anh, có lẽ ông rất quan tâm vì ông cắt thuế và ông làm những điều anh nghĩ là đúng. Tôi có thể chọn mà Kamala Harris là bởi vì tôi nghĩ phải làm cái gì có lợi cho tôi, nhưng cái điều tôi không chọn là một người phản bội lương cạn cộng đồng người Việt chúng ta. Cái điều đó là tiền duy nhất chúng tôi đến đây. Tôi phải đi từ Houston, Texas đến đây để cho mọi người thấy quý vị có quyền lựa chọn, ai cũng được hết, nhưng không nên lựa chọn những người làm hại cho cộng đồng. Chúng tôi cũng một cách giả mà bà chụp mũ ông Jay Chen trước đây, bà chụp mũ bây giờ bà chụp mũ ông Derek, bà chụp mũ ông Phát Bùi, bà chụp mũ cơ à. Thế những người nào bà muốn lấy phiếu của người dân Việt Nam thì bà cho là cộng sản, đúng rồi, bà cho là trung cộng. Thì anh nghĩ sao? Anh phải suy nghĩ, anh cứ đi bỏ phiếu cho ông Trump. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh, bởi vì đó là gì? Chứ anh không thể ủng hộ một người sai, đó là người nguyện vọng của chúng tôi. Thì cái đó là cái ý kiến của anh. Tôi vẫn Tôi không có nơi nào mà che giấu được cái sự tội lỗi của bà đối với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta. Cho nên tôi phơi bày cái đó ra, hy vọng rằng một số anh chị em đứng bên kia đường hiểu được ý của tôi và hiểu được ý của những người đứng bên kia đường. Chúng tôi không có dân trò biểu tượng bà Harris. Chúng tôi anh chị em bên đây tôi đã ủng hộ Trump, bên đây không có một lá cờ nào cả. Nói lên điều gì? Nói lên là chúng tôi chống bà Michelle Steele, không có gì khác hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Xin chia hỏi là tại sao mà nói là yêu nước mà tại sao lại không có nhiều lá cờ Hoa Kỳ như là bên này? Đó là một điều, không phải yêu nước là bằng lá cờ, yêu nước là bằng tấm lòng, là cái người mình không phải anh dương cờ lên mà anh nói là anh yêu nước. Và có rất nhiều người đã lợi dụng cái điều đó, đã lợi dụng cái sự vương cờ, cờ vàng ba sọc đỏ vương cờ Hoa Kỳ, nhưng mà họ đầu độc cả cái suy nghĩ của người dân chúng ta. Cho nên cái vấn đề đây là cái tấm lòng và cái sự đấu tranh, không phải bằng phô trương, không phải bằng chứng tỏ ta đây là người mạnh, ta đây là người giỏi, mà trong cái tấm lòng và trong cái sự hy sinh. Chính xác anh, đúng rồi, anh nói đúng á. Dạ. Vâng, xin thưa hai anh là vừa qua thì nói là ủng hộ Trump đó, thì cái đó ủng hộ Trump không có nghĩa là ủng hộ bà Michelle Siêu, thì nó đúng không ạ? Đúng vậy. Như tôi đã nói, anh chị em văn cờ ủng hộ Trump, ủng hộ Do Thái, ủng hộ tất cả những điều này, chúng tôi đã có phản đối. Chúng tôi, tất cả những điều của chúng tôi đứng bên kia là đều phản đối bà Michelle Steele. Rõ ràng những bằng chứng đó, chúng tôi không kêu gọi phải ủng hộ ngay cả Derek Trần, chúng tôi cũng coi, ngoại trừ một số anh chị em đem theo biểu ngữ, chúng tôi không kêu gọi. Chúng tôi chỉ làm việc phải cho cộng đồng người Việt tị nạn 45. Chúng ta đang khao khát được nhân quyền, được tự do, mà bà Michelle Steele lường gạt dối trá. Bà chỉ từ khi bà lên ứng cử viên chức vụ dân biểu của cái địa hạt mà có ảnh hưởng đến ba phiếu của người Việt Trung Nam chúng ta, thì bà mới bắt đầu dùng cái chiêu bài chống trung cộng, chống phi cộng. Nhưng mà trong quá khứ bà và chồng bà đã làm những điều mà ai cũng biết cả, có nghĩa là các nhà báo đây cũng đều biết chuyện đó. Đó là sự thật, chúng ta không thể chối cãi được sự thật. Còn cái quyền họ ủng hộ, họ mang cờ, đó là cái quyền tự do của mọi người. Và thời gian vừa qua cũng có nhiều người nói rằng là mà những người Việt Nam mà lại nói là ủng hộ người Việt Nam thôi, trong khi chúng ta ở Mỹ không nên phân biệt. Thì những người mà cứ nói là ủng hộ cho cái cộng đồng nhỏ bé của mình thôi thì chưa tiến hóa hay là chưa có đi kịp với thời đại, ông nghĩ thế nào? Xin anh hỏi lại câu hỏi. Nghĩa là họ nói rằng là người Việt đã ở Mỹ là đã trở thành người Mỹ rồi, cho nên là chúng ta không nên phân biệt cái căn tính của mình và những người đó là những người chưa có tiến hóa hay chưa tiến bộ. Ông nghĩ như thế nào? Cái điều này hoàn toàn sai. Chúng ta đến đây chúng ta có một cái văn hóa. Cái văn hóa là cái điều mà chúng ta hãnh diện. Chẳng hạn như con anh tiến thân, đó là một hành niệm hãnh diện cho anh, không phải chỉ cho cả cộng đồng. David Trần không phải là chúng ta bầu bởi vì người Việt bầu cho người Việt, cái điều sai. Nếu mà người cộng sản qua đi hoặc là người Việt, chúng ta cũng không bầu cho, chúng ta bầu cho cái đúng. Chúng ta lựa chọn cái ác và cái thiện, giữa cái đúng và cái sai, giữa những cái lợi cho cộng đồng và những cái hại cho cộng đồng, thì đó là điều quan trọng nhất. Chứ không phải là cho rằng là mình là người Mỹ, chúng ta vẫn còn là văn hóa là người Việt Nam. Không bao giờ, nhất là những người qua không, trước đây họ đều nghĩ họ phải là người Việt Nam, họ không bao giờ xưng tôi là Mỹ. Cho nên ủng hộ con của mình một người tị nạn là một điều đúng làm, nhưng điều đúng hơn nữa
là anh phục vụ cho cộng đồng, anh không giả dối, anh không lường gạt. Hãy cho anh một cái cơ hội để mà thể hiện những gì mà cộng đồng chúng ta đã khao khát 50 năm nay và đã không đạt được. Chưa bao giờ có một dân biểu vào của tiểu bang Texas vào trong quốc hội mà Mr. Steele đã có cơ hội đó, đã lường gạt người dân và đã phản bội người dân Việt Nam của chúng ta. Gần đây nhất cái điều bà phản bội là bà không chịu ký tên vào trong một cái thỏa hiệp của lưỡng đảng để mà đòi hỏi Cộng sản Việt Nam thả những người tù nhân lương tâm vì đấu tranh cho Formosa và phải trả cho những người dân mà đang bị Cộng sản trả thù bởi vì họ biểu tình. Đó là những điều mà bà cần phải làm. Mà hồi tháng 8 vừa rồi, 2 tới tháng 8 vừa rồi bà không hề ký, và điều này đăng trên mạng ai cũng có thể tìm hiểu được đó thưa anh. Vâng, thì hôm nay ông đưa một thông điệp là ủng hộ ông Trump đi nữa cũng không có đi liền với ủng hộ bà bị xe tiêu à? Đúng, quý vị sẵn sàng, tại vì đó là cái quyền lựa chọn của mọi người. Họ lựa chọn ông Trump bởi vì họ nghĩ ông Trump đúng, và tôi có thể cãi với họ nhưng điều đó không quan trọng. Cái điều là gì? Là trong cái cộng đồng người Việt chúng ta, ông Trump đại diện cho toàn nước Mỹ. Cộng đồng người Việt chúng ta hơn gần 500.000 người đang sinh sống ở đây. Chúng ta cần phải có một đại diện chính trực, lương thiện và có đủ khả năng để làm chuyện đó. Chứ còn lựa chọn tổng thống là một cái chuyện khác, chúng tôi không đề cập đến. Đó là sự lựa chọn của họ, cho nên chúng tôi không có phản đối cái sự lựa chọn đó. Vâng, cảm ơn anh cho cái bằng khen cho ông Hồ Xuân Sơn. Hồi nãy có người nói với tôi là đó là chỉ là một cái thể thức ngoại giao thông thường mà thôi, không có gì mà dùng cái đó mà nói là nãy bà. Đấy, anh nói rất đúng, đó là nước ngoại giao. Nhưng cộng đồng người Việt năm 2016 đã xuống đường biểu tình, anh thấy điều đó, đã xuống đường biểu tình đông đảo, và đã viết thư thiếu điều như năn nỉ lạy lục bà hãy làm ơn rút lại. Và trong đó có chính người đại diện cho cộng đồng, những người tên tuổi sau thời đó đã năn nỉ bà, bà làm thơ. Chúng ta nói rằng có vấn đề khen thưởng, nhưng mà rõ ràng nếu một người chống cộng không bao giờ được cái bằng khen thưởng đó, không bao giờ bất cứ lý do gì mà tạo cho một cái. Bây giờ tôi hỏi anh, cộng đồng người Việt chúng ta có ai ra ứng cử và dám trao cái bằng khen thưởng đó cho ông Hồ Xuân Sơn? Chỉ có bà làm, và cái điều đó bà làm bởi vì trước đây bà không có cần biết đến cộng đồng của chúng ta như thế nào, có ảnh hưởng cho cái la phiêu không. Nhưng mà bây giờ bà dỡ cái chiếc bài này ra, bà là chụp mũi tất cả những người nào. Đó là cái điều quan trọng đó thưa anh. Vâng, thì thời gian vừa qua thì cộng đồng là lên tiếng rất là nhiều về cái việc là bà ta đưa ra một cái bản là có chữ đại đạo cộng sản đó, rồi hãy dồn phiếu cho bà Michelle Thiêu, và cái bản đó được đặt ở đây. Và lần này thì chúng tôi thấy là hình như là không còn nữa, được di dời thế bởi một cái bản Michelle Thiêu. Thì cái điều đó có phải là một sự nhượng bộ, một cái sự nhận lỗi của bà Michelle Thiêu phải không? Dạ thưa anh, đó là công cuộc đấu tranh của rất nhiều anh chị em. Mọi người, chúng tôi đã tổ chức một cuộc bình rất là lớn, nhưng bà hôm qua tôi tới đây cái bản biểu ngữ đó vẫn còn đó. Nhưng ngày hôm nay bà ta tháo gỡ thì nói rằng điều gì? Những điều chúng tôi nói là đúng. Bà không có quyền viết cái tên bà trên lá cờ của người Việt chúng ta. Bà không có quyền để ra trên những cái bãi rác để mà kêu gọi mọi người đã cộng sản. Ai là cộng sản ở đây? Ở đây chỉ có cộng đồng những người chống cộng thì bà đã cộng sản ở đây. Có nghĩa là bà đang ám chỉ đối thủ của bà là cộng sản, cho nên đã đạo đối thủ đó, đối thủ đó là cộng sản. Cho nên đứng như âm mưu này, tối hôm nay thì bà đã phải nhượng bộ, bà phải xuống, bởi vì chúng tôi làm đúng, bởi vì những cái lời nói của chúng tôi nó cho bà thấy rằng bà đã phỉ báng lá cờ vàng ba sọc đỏ đó thưa anh. Và việc bà rút bản như vậy thì có là hài lòng với ông chưa, và mấy anh có còn tiếp tục đấu tranh nữa không ạ? Cái vấn đề chúng tôi đấu tranh đó chỉ là một trong những lý do thôi anh, có rất nhiều lý do mà tôi đã trình bày trước đây. Cái lý do chính mà chúng tôi muốn là bà đã lừa dối cộng đồng người Việt chúng ta. Bà chơi trò chụp mũ từ Jay Chen trước đây cho đến ông Phát Bùi là cả Cộng Hòa, cho đến bà Thu Hà, và bây giờ cho đến một cái người con của một người tị nạn. Cái điều đó là điều chúng tôi gông nghênh phản đối. Cái điều đó là hoàn toàn và phản bội lại người dân trong nước về vấn đề Formosa, và phản đầu cộng đồng chúng ta ở người Việt là đã trao bằng khen cho Hồ Xuân Sơn. Tất cả những điều họ làm là có lợi cho cộng sản, mà chúng ta là những người tị nạn cộng sản, cá nhân tôi cũng là người tị nạn cộng sản, và tôi nhận được và tôi biết được những điều đó quan trọng, cho nên chúng tôi mới tham gia cái cuộc gọi là vận động để mà yêu cầu mọi người hãy nhìn ra sự thật về bà. Và khu vực ở Việt Nam có liên quan ra là 500.000 người Việt Nam và chưa có một người đại diện trong quốc hội của Hoa Kỳ. Thì cái điều đó có nhiều người nói rằng là một sự sỉ nhục của cộng đồng, và đây là một trách nhiệm chung của những tên người Việt. Thì ông nghĩ như thế nào? Điều này rất là chính xác. 50 năm rồi, nhất là một cộng đồng, đây là thủ đô của người Việt tị nạn trên khắp thế giới. Đây là nơi mà chống cộng mạnh nhất trên thế giới. Mà tại sao chúng ta lại chấp nhận
chúng ta lại chấp nhận một cái người thân cộng sản như thế này để mà lãnh đạo cái cộng đồng của người dân tộc. Chúng ta không thể làm ngược được cái điều đó. Anh đang làm việc cũng đang làm việc. Thì vâng, xin cảm ơn ông ạ. Cảm ơn chú ạ. Đây là nhà báo đi hai hàng nha. Đây là nhà báo luôn kìa, là chú Hoàng Lâm đang có mặt ở đây nha. Đây là chú. Đây là một chú ủng hộ Cao Đức Trần. Và đây là nhà báo luôn kìa, chú Hoàng Lâm đang có mặt. Bên Cộng Hòa mới là... Và đây là nhà báo luôn. 4 năm ông Trump mới tốt, 4 năm bà Cộng Hòa mới tốt. Bây giờ tôi nói xuống thì sao? Nói về vấn đề kinh tế thì tôi xin nói như thế này. Trong cái vấn đề kinh tế, cái nguyên nhân mà tạo ra lạm phát, chúng ta phải nhìn sự thật là Covid-19. Trên toàn thế giới đều bị lạm phát. Nước Mỹ là quốc gia phục hồi nhanh chóng nhất, đó là sự thật. Nhưng mà nhiều người họ không biết, họ không theo dõi. Họ cứ tin rằng, họ nghe rằng ồ kinh tế xấu, hôm nay tô phở 12 đồng lên 15 đồng. Nhưng thực tế không có một quốc gia nào mà hãnh diện rằng cái nền kinh tế đã được phục hồi, đã được phục hồi với lại nền kinh tế ngày hôm nay. Rõ ràng nó là như vậy. Covid-19 đã gây đến, và ai là người đã làm ra cái Covid-19? Chính ông Trump không bịt miệng, không chích thuốc ngừa, đã khiến cho bao nhiêu người gây tranh chấp cộng đồng chúng ta, lấy cả bạn bè chúng ta cũng đã chết. Nhưng chuyện đó đã quá khứ rồi. Bây giờ cái quan trọng là gì? Chúng ta phải lỡ lên một trang sử mới, làm lại một điều mới. Đó là gì? Đây là cái điều, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nhìn ra cái sự thật nó là như thế nào. Và chúng ta ủng hộ một cái người. Bây giờ nhưng mà mọi người tin ông Trump là người tốt, vẫn ủng hộ Trump. Chúng ta không phản đối. Cái vấn đề chúng ta phải hiểu rõ cái nguyên nhân nào nó gây ra lạm phát. Và cái vấn đề, cái chính sách ngay bây giờ của bà Kamala Harris có làm cho quý vị vui không? Hay là của ông Biden chẳng hạn như là $35 chích thưởng insulin và không có bao giờ phải trả chi phí hơn $2,000 cho tiền thuốc men. Quý vị như tôi trên 65 tuổi, những cái chính sách đó nó có đem lại lợi ích cho quý vị hay không? Cái đó là cái điều quan trọng. Và nhưng chúng ta biết là bây giờ lạm phát đã ngưng lại ở mức độ thấp nhất, chỉ còn 2.4%. Và bây giờ nó cứ tiếp tục như vậy. Và anh biết rõ ràng chính sách công Trump là chính sách về kinh tế, tôi không đồng ý. Bởi vì đánh thuế vào những món hàng đó thì là đánh thuế vào gì vậy? Thành ra người ta gọi nó là sales tax là như vậy. Anh nói là cái Covid-19 là của ông Trump. Cái đó là của tèo mà anh. Cái thứ hai nữa. Anh nói. Với cái thứ hai nữa là dưới thời ông Biden á, người chết là Covid nhiều hơn. Để tôi giải thích cho anh nghe nha. Rồi, anh nói là lạm phát ở thế giới. Thì anh nói là ai cứ đổ thừa thế giới. Ở Mỹ là thuộc của Mỹ, anh cho anh đổ thừa thế giới là bây giờ. Tại vì cả thế giới bị Covid-19, phải đóng cửa, tiền cái cường cung cấp phải đóng cửa, nhà hàng phải đóng cửa. Tôi nói rõ ràng, ông Trump không ngăn chặn Covid-19. Ông Trump không có điều người gây ra Covid-19. Covid-19 đến là bởi vì nó bùng phát ở ở bên tàu, đúng, bùng phát bên tàu với lại xuất xứ từ bên tàu là hai cái khác nhau. Nhưng ông Trump không nhận lệnh cái trách nhiệm. Có lẽ là ông Trump đã thắng cử rồi, có thể trở thành tổng thống nếu ông ta biết cách để mà đừng cho cái bệnh Covid-19. Dạ. Anh nên nhớ đi, cái Covid-19 nó bùng phát lên, có nhiều người còn mắc bệnh. Cho nên đến thời ông Biden nó là chung như đó. Anh là người biển đó nữa. Tôi quý vị có phải thời ông Biden nó là chung như con thôi. Cái người chết đó là nó di truyền từ giờ hồi sau này. Sống mà cuồng. No, Michelle Steele. Phản bội cộng đồng. No, Michelle Steele.
Michelle Steele. Michelle Steele phản bội cộng đồng. No to Michelle Steele. No, no, no. No, Michelle Steele. No, no, no. Michelle Steele phản bội cộng đồng. No, Michelle Steele. No, Michelle Steele. No, no, no. No, Michelle Steele. Michelle Steele! No, no, no! Michelle Steele, our boy, come down! No, Michelle Steele! No, Michelle Steele! Cái trò gian dối, cái trò lũng đoạn cộng đồng của băng nhóm mafia người Việt mà đang được vợ chồng Michelle Steele bỏ tiền ra để mà mua chuộc. Và như vậy thì chúng tôi ở đây là để lên tiếng, để mà vạch trần cái gọi là những cái thủ đoạn gắt lửa bỏ tay người. Chính vợ chồng bà Michelle Steele mới là những người thân cộng tiếp tay cho tàu cộng để mà thôn tính Biển Đông, cũng như là đã tặng cái bằng tưởng lục cho Hồ Xuân Sơn vào năm 2016, coi như là đã quay lưng phản bội cộng đồng. Nhưng mà nay thì bà lại làm cái trò làm màu, làm ra vẻ là mình chống cộng, tức là bà đang khai thác cái tinh thần chống cộng cao độ của cộng đồng chúng ta. Và khi mà bà chụp mũ con cháu của chúng ta, coi như là bà đã sỉ nhục cả cộng đồng chúng ta. Cả cộng đồng chúng ta có cả một cái quá khứ đau thương của người tị nạn, những người vượt biên đã mất mát rất nhiều đó. Bà coi như bà sỉ nhục cả cái lịch sử đó của chúng ta, bà sỉ nhục những cái sự hy sinh to lớn, những cái sự tang thương của những gia đình tị nạn. Và như vậy chúng ta không thể chấp nhận bà Michelle Steele là người đại diện cho chúng ta được. Vâng, thay mặt các bạn tranh cử mấy bên kia đó, thì có một cái bản mà trước đây người ta cộng đồng đã lên tiếng rất là nhiều, là cái nền vàng có ba sọc đỏ và cái chữ đã đạo cộng sản hãy bầu cho mình sẽ siêu. Thì ngày hôm nay chúng tôi không còn thấy cái bản nữa, không còn thấy cái bản đó nữa, thì bà nghĩ như thế nào? Đây là hậu quả của cuộc đấu tranh hay là cái lên tiếng của cộng đồng không ạ? Cũng có thể đó là thành quả của cuộc đấu tranh, gọi là những cái cuộc tập hợp như thế này, hay là những cái sự lên tiếng của chúng tôi trong cả bao nhiêu tuần lễ nay. Nhưng có điều là bà không hề lên tiếng xin lỗi đó. Nếu như bà rút lại cái bản đó thì bà phải có một, nếu mà có thành tâm thành ý, bà phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng. Chúng tôi không hề nghe một lời, một tiếng nào xin lỗi từ bà. Đã vậy bà lại còn double down, tức là bà lại còn gợi ra những cái điều gian dối nữa. Thứ nhất là cái kiểu là cục bộ á, thì là chưa có tiến hóa, là chưa có phát triển, là coi như là không có hòa nhập với đồng chính. Thì bà nghĩ thế nào? Chúng tôi nghĩ như thế này thưa anh, là chúng ta ủng hộ người Việt hay là người Mỹ hay là bất cứ dân tộc nào mà làm việc được việc cho cộng đồng đó. Tức là chúng ta phải nhìn vào cái character, cái nhân cách của người ứng cử viên. Còn dĩ nhiên là một người Việt như anh Derek Trần thì, và có cả một cái gọi là một cái lý lịch của con thuyền nhân tị nạn, thì anh sẽ thấu hiểu anh tâm tư cũng như là nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng chúng ta, để mà anh có thể đấu tranh cho cộng đồng chúng ta một cách hiệu quả hơn là một người Hàn Quốc. Nhưng mà chỉ là người Việt không cũng không đủ, mà phải là một người có nhân cách, có tư cách đạo đức, cũng như là có khả năng, có cái gọi là cái thiện chí để mà đấu tranh. Và anh đã chứng tỏ như vậy, bởi vì những cái lời anh nói, những cái hành động anh làm, anh đã từng mang những cái người dân cử rất là quyền lực để mà xuống gặp những người tù nhân lương tâm Việt Nam của chúng ta, như là anh Điếu Cày hay gặp chị Angel Phan, để mà cho những người dân cử rất là quyền lực nghe từ tận tai, nghe từ những cái người tù nhân lương tâm của chúng ta. Và như vậy thì anh tỏ ra rất là quan tâm về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Anh cũng đã hoạch định ra những cái chính sách để mà một khi ở tại Quốc hội thì anh sẽ tranh đấu cho quyền lợi của cư dân California 45,
từ vấn đề, những cái vấn đề rất là thiết thực cho đời sống như vấn đề lạm phát, vấn đề nhà ở, rồi vấn đề những cái phúc lợi xã hội, an sinh xã hội hay là những cái chương trình bảo hiểm y tế sẽ được Derek Trần bảo vệ cho cư dân chúng ta, cho tầng lớp người trung lưu và người nghèo khó. Trong khi bà Michelle Steele dương cao những cái bảng, bà nói là bà stop inflation, lower taxes, it's a lie, là bởi vì chính sách ngược người Cộng Hòa từ trước đến nay là họ chỉ có lower tax cho dân giàu có thôi, cho giới giàu có top 5%. Đó là những cái điều mà họ đã làm và họ sẽ tiếp tục làm. Nếu như họ trở lại tòa Bạch Ốc thì họ sẽ tiếp tục làm giàu thêm cho giới giàu có. Còn thành phần trung lưu như người Việt chúng ta, như là thành và giới những người nghèo, những người bất hạnh trong xã hội, thì chúng ta nên dồn phiếu cho những người mà chúng ta nghĩ là sẽ bảo vệ quyền lợi cho chúng ta. Vâng, nếu bà đánh giá cái cuộc biểu tình ngày hôm nay, cái thang điểm là 10 điểm đó cho cái sự thành công đó, thì bà sẽ cho điểm mấy và vì sao ạ? Vâng, nếu mà cho điểm cái cuộc tập hợp ngày hôm nay, chúng tôi xin cho điểm 11. Anh nói thang điểm là 10 thì chúng tôi cho 11 là bởi vì phải nói là nó đã vượt quá cái sự mong đợi của chúng tôi. Cả có bị gọi là phản biểu tình nữa. Phản biểu tình không sao hết, vì đó là cái quyền dân chủ, cái quyền tự do dân chủ, đó là nét đẹp của xứ Hoa Kỳ dân chủ bậc nhất này. Chúng tôi vẫn rất là ôn hòa, chúng tôi đứng đây phát biểu chính kiến của chúng tôi, cũng như là đưa ra những cái biểu ngữ nói lên những cái chính kiến của chúng tôi, và bên kia họ cũng như vậy. Thì không có đây như đã nói, đây là nét đẹp của nền dân chủ Mỹ đó thưa anh. Bên kia họ nói rằng là tại sao bên này ít lá cờ Hoa Kỳ quá, thì chị là người trong ban tổ chức, chị giải thích như thế nào ạ? Chúng tôi có những cái lá cờ vàng và những cái lá cờ Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhiều biểu ngữ hơn họ. Tại sao mà là lá cờ Hoa Kỳ đó không phải là một cái điều gì hết. Đó, chúng tôi là người Mỹ gốc Việt và chúng tôi cho nên vừa lá cờ Hoa Kỳ, vừa lá cờ và rất là nhiều những cái biểu ngữ. Thì như vậy thì đó là cách mà chúng tôi chọn để mà bày tỏ cái chính kiến của chúng tôi. Con nói rằng là ít lá cờ Mỹ có nghĩa là ít biểu tỏ cái lòng yêu nước, nó không có như là bên kia họ tổ chức rất là nhiều cờ Hoa Kỳ ạ. Điều đó không hề đúng, không hề đúng thưa anh. Tại sao mà phải có lá cờ Hoa Kỳ mới là yêu nước? No. Như vậy thì nhìn vào bà Michelle Steele, bà có thật sự là người yêu nước hay không? Họ dương lá cờ như vậy, nhưng vợ chồng bà đã tiếp tay Trung Cộng, coi như là phản bội nước Mỹ rồi. Vợ chồng bà mang Trung Cộng vào mang những đặc vụ Trung Cộng vào để mà lung lạc chính giới Mỹ, lung lạc chính phủ Mỹ để mà thuyết phục họ bỏ rơi Biển Đông. Như vậy là phản bội nước Mỹ, làm sao có thể nói là họ là những người yêu nước đó? Trong khi anh Derek Trần thì là một người 18 tuổi là đã gia nhập quân đội để mà give back, để mà trả ơn nước Mỹ, thì chúng tôi đánh giá như vậy mới là lòng yêu nước đó thưa anh. Không cần phải dương cờ quạt gì hết, đó chỉ là hình thức mà thôi. Ăn thua là tấm lòng của chúng ta nó đặt ở đâu đó thưa anh? Có cái chuyện là đưa Trung Quốc vào để mà thuyết phục chính giới Hoa Kỳ bỏ rơi Biển Đông, cái chuyện đó làm sao có được ạ? Dạ, cái chuyện đó đã được hai tờ báo, đó là tờ Wall Street Journal là một tờ báo mà trước giờ vẫn bên Cộng Hòa nhé. Tờ thứ nhì là một tờ báo địa phương là Orange County Register. Cả hai tờ báo này vào năm 2020, nếu cần thì chúng tôi có thể đưa cho anh cái bài báo đó. Chúng tôi có copy của bài báo đó và chúng tôi đã nhiều lần trình bày copy của bài báo đó. Và họ nói rất là cặn kẽ, họ vạch mặt chỉ tên những bốn đặc vụ Trung Cộng, vạch mặt chỉ tên một người chúng tôi nhớ có tên là David Tien Quan. Đó, rồi. Rất là hay. Nói chung là bên đây không có biểu ngữ, không có đả kích về Tổng thống Trump. Nhưng mà bên đây những người mình đang nói về cái sự việc của giữa bà Michelle Steele với ông Derek Trần, thì chú trả lời những câu hỏi rất là hay. Thì Michael muốn hỏi chú là những người MAGA có nhất thiết là phải bầu cho bà Michelle Steele không? Hoặc là tại họ cũng đang đứng ở giữa đường, họ muốn bầu cho người Việt là ông Derek Trần, ứng cử viên Derek Trần. Như ông có thể chia sẻ các phân tích là nó khác biệt như thế nào mà những người MAGA có thể bầu cho Derek Trần? Dạ, điều anh nói rất là đúng. Khi mà chúng ta có một cái lá phiếu trong tay, chúng ta có quyền lựa chọn cái người mà mình thích, mình muốn. Chúng tôi không phản đối những người MAGA hay là những người Việt hay người Mỹ ủng hộ ông Trump. Đó là cái sự lựa chọn của họ. Còn chúng tôi không thể thay đổi được. Chúng tôi biết. Và họ cũng không thể thay đổi được chúng tôi. Nhưng cái điều, cho nên những cái điều đó là chúng ta
phần lớn ai quyền tự do con người lựa chọn. Nhưng mà riêng đối với bà Michelle Steele là một vấn đề rất là cực kỳ quan trọng, bởi vì bà là đại diện cho cộng đồng mà có trên 500.000 người Việt tị nạn cộng sản đang sống ở đây đại đa số. Cho nên cái vấn đề chúng ta phải lựa chọn một người để mà đại diện cho chúng ta. Cái khu vực 45 này được vẽ ra để cho người Việt chúng ta lần đầu tiên có cái cơ hội để lựa chọn một người của chúng ta, một người làm cho chúng ta không nhất thiết phải là người Việt. Nếu người Việt thì đó là một điều đáng mừng. Nhưng chúng ta không lựa chọn một cái người, chúng ta mang danh là một cộng đồng của người Việt tị nạn. Chúng ta không thể lựa một người mà lừa dối, gian dối với cộng đồng chúng ta. Từ những việc làm của bà ban giải thưởng cho Hồ Xuân Sơn, bất chấp bao nhiêu sự chống đối của những người trong cộng đồng, những sự biểu tình bà đều làm ngơ, bởi vì lúc đó bà không cần lá phiếu của người chúng ta. Cho nên bây giờ bà cần lá phiếu chúng ta thì bà dở cái chiêu bài gọi là chống Trung Cộng, chống cộng sản để chi? Để lấy phiếu. Và bà thực sự làm hoàn toàn ngược lại, không phải chỉ trong quá khứ mà ngay cách đây 2 tháng, hồi 2 tháng 8 bà đã không ký vào trong một cái lá thư của lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền, hãy trả tự do, đừng có trả thù những người đã biểu tình bởi vì cái sự sống của họ đã bị ô nhiễm môi trường bởi Formosa. Bà không ký tên vào cái lá thư để đòi Cộng sản Việt Nam phải trao cái số tiền mà công ty Formosa đã gửi cho họ, họ không trao lại cho người dân, thì họ yêu cầu trả tự do cho những người đòi hỏi đó và giúp cho người dân. Bà không ký tên. Trong khi đó cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đã ký tên vào trong cái tờ giấy đỏ, cái lá thư đó đó, thưa anh. Cho nên điều bà làm tôi bất mãn là đó. Chứ còn nếu mà tôi nghĩ rằng bà là một người mà làm lợi cho cộng đồng Việt Nam tị nạn chúng ta thì ngày hôm nay chắc chắn là tiếng nói của chúng tôi chẳng có ai nghe được. Đó, chúng ta phải chấp nhận sự thật. Chúng ta phải nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai. Anh thấy ngày hôm nay, cuộc biểu tình ngày hôm nay, những người Việt họ đến đây để chống bà Michelle Steele. Họ không chống ông Trump. Họ không có dân biểu ngữ ủng hộ bà Kamala Harris. Và họ dân biểu ngữ, một số biểu ngữ để ủng hộ ông Derek Trần, bởi vì ông Derek Trần là người bị chụp mũ, là người đã là nạn nhân của bà ngày hôm nay. Cái chiêu bài của bà ta đã được chúng tôi lật ra. Những người Việt tha thiết với cái nền tự do dân chủ lật ra, cho nên chúng tôi có rất nhiều người ủng hộ là như vậy. Mặc dù chúng tôi, anh biết là bà Michelle Steele có một cái quyền lực rất là lớn. Chồng bà từng là cựu chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa. Bà có ảnh hưởng rất là mạnh, có quyền lực rất là mạnh, bà có tiền rất là nhiều. Điều đó không thể chối cãi được. Cho nên bà sẵn sàng tung tiền ra để mua chuộc cộng đồng, để mua chuộc những người làm tai sai cho bà, cái mà chúng tôi gọi là cọng rắn cắn gà nhà. Đó là những điều gì bà đang làm. Và chúng ta là người Việt, chúng ta phải ý thức nhận ra điều này. Tôi không có phản đối người nào bỏ phiếu cho bất cứ ai, nhưng mà sự thật của bà Michelle Steele, nếu mà chúng ta tin bà đã làm như vậy thì chúng ta có ủng hộ bà hay không? Cái điều tôi kêu gọi mọi người ủng hộ Trump hay ủng hộ bà Harris hay chống bà Harris hay ủng hộ ai cũng vậy, những điều chúng tôi nói nó dựa trên sự thật, từng tờ báo một, từng cái link một, chúng tôi không có làm một cái điều gì sai, không có bóp méo sự thật, không có tung tin. Trong khi đó bà cắt tờ báo ra, bà dán lên, rồi bà lại nói rằng Derek Trần đi bảo vệ một người gọi là mang tội hiếp dâm. Thực sự anh ta là đang bảo vệ cho một người cái quyền lao động, cái quyền anh ta bị cái công ty họ sa thải anh một cách vô lý, bởi vì anh buộc tội là lạm dụng tình dục người nào đó, mà cái chuyện đó không ngã ngũ ra đâu hết, chưa tới đâu. Và luật sư Trần bây giờ không là luật sư của anh ta, và anh ta đến với luật sư Derek Trần là bởi anh bảo vệ tôi bởi vì tôi đã bị sa thải vô lý, mà bà lại nỡ lòng nào chụp mũ, rồi trong khi bà lại gián tiếp nói rằng chính Derek Trần là người hiếp dâm. Những cái điều đó là người xâm phạm tình dục, misleading một cách tệ hại như vậy. Đó, thế ra tôi hỏi tất cả những điều đó không phải chỉ tôi nói, nhưng mà những tờ báo, tờ Orange County Register, họ đăng bài báo đó lên, họ xác nhận rõ ràng điều này không có thật. Vậy thì có phải con người bà gian xảo không? Có phải bà lợi dụng cái cộng đồng người Việt không nào? Chúng ta, cho nên điều đó nó làm cho chúng tôi, những người hiểu biết được, rất là bất mãn. Cho anh cho hỏi là một số những người MAGA bên kia, họ nói là nếu mà yêu Tổng thống Trump thì là mình bầu cho bà Michelle Steele, có đúng không? Thì anh có thể giải thích được. Cái điều này rất dễ dàng. Họ nghĩ là ông Tổng thống Trump làm lợi cho họ. Tôi không có cãi chuyện đó. Nhưng tôi cãi rằng khi chúng ta đi bầu, chúng ta phải lựa chọn một người đại diện cho mình, một người đem lại lợi ích cho mình.
và rõ ràng rằng bà Michelle Steele chưa hề làm một cái điều gì để mà có lợi ích cho cộng đồng chúng ta. Bởi vì quý vị sống ở đây, ở thành phố này, những cái tin tức nó đưa ra, nó đây là những sự thật về con người của bà. Vậy thì chúng ta đi bầu, chúng ta lựa đảng hay là chúng ta lựa một người xứng đáng để đại diện cho mình, đó là cái sự lựa chọn của mọi người. Theo tôi á, Cộng hòa hay Dân chủ, chúng ta cũng phải lựa một người xứng đáng đại diện cho bản thân mình, nhất là chúng ta là người bị ảnh hưởng, được ảnh hưởng trực tiếp hay gọi là bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái ứng cử viên đó. Bà là người sẽ đại diện cho cộng đồng chúng ta. À, quá hay. À, giờ cho muốn nay cậu muốn hỏi anh đó là có phải là 8 năm trước hay là những kỳ bầu cử trước, những người Việt Nam đã không biết nhiều về bà Michelle Steele, đã bầu cho bà Michelle Steele, bây giờ thì họ biết cái của bà Michelle Steele, rồi họ hôm nay là cái cuộc biểu tình rất là đông, có phải là như vậy không thưa anh? Dạ đúng, không biết coi như là mình vô tình, nhưng mà chúng tôi phơi bày sự thật không phải vì lợi ích cá nhân, bởi vì tôi ủng hộ đảng Dân chủ, bởi vì cộng đồng. Nhiều trước đây bà lừa dối lừa bịp, bà nghĩ rằng những điều bà làm không được nhắc đến hay không ai biết đến, cũng như bà đã không ký cái lá thư để bảo vệ nhân quyền cho người Việt Nam. Đó là một điều bà mới làm gần đây, và chúng tôi là người phơi bày ra sự thật. Những điều bà chụp mũ không phải chỉ Derek Trần mà Jay Chạn, ngay cả đảng viên của đảng Cộng hòa là ông Phát Bùi cũng bị bà chụp mũ là cộng sản, bởi vì họ không làm theo đúng ý nguyện của bà. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng á, chúng ta phải lựa chọn cái người xứng đáng để mà đại diện cho chúng ta, chứ không nhất thiết phải là đảng phái đó thưa anh. Dạ. Ông Phát Bùi là coi như là chủ tịch cộng đồng Nam Cali, thì như mọi nhiều người biết, mà hiện nay cũng là ứng cử viên của thành phố thị trưởng dành cho Lenro đó. Thì thưa hỏi ông á, nếu vậy thì bà chỉ có tấn công những người bà không thích hay như thế nào, tại một số dân cử cũng còn làm việc chung với bà, thưa ông xin chia sẻ một tổng quát. Bà tấn công những người nào? Ứng cử viên chẳng hạn như Jay Chan, Derek Trần, bởi vì tranh cử với bà thì bà. Nhưng mà trong trường hợp ông Phát Bùi thì tôi không hiểu tại sao ông là một người đảng Cộng hòa, thì tôi biết chắc rằng ông chính là người đã ký vào cái lá thư yêu cầu bà rút lại cái bằng khen thưởng của Hồ Xuân Sơn. Chính ông Phát Bùi là người ký tên vào trong đó, cho nên nó gây ra cái mà chúng ta gọi là hận thù. Người cùng đảng với bà, nhưng ông, chính ông là người đã vạch mặt, là viết tên ký tên trong lá thư cùng với 8 người khác nữa. Đại diện chủ tịch cộng đồng người Việt. Cho nên đó là một cái sự trả thù, đó là một cái hành động rất là nhỏ nhen của bà. Quá hay, coi như là ông Phát Bùi là ông đã không ký trên cái sự bà đưa ra một cái điều. Ông ký tên, ông yêu cầu bà hãy rút ra. Rút ra. Đừng có trao bằng khen thưởng, lấy lại cái sự khen thưởng đó. Quá hay. Đó, thì một lần nữa thì Michael cảm ơn anh rất nhiều. Những gì anh chia sẻ cũng quá đầy đủ hôm nay. Phụ có hỏi gì không đây Phụ? Dạ, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh. Thành phố đâu? Ở Houston, Texas. Ở Houston, Texas. Bài xuống đây. Anh tên gì? Nguyễn Đình Minh Quốc. Anh Quốc. Cảm ơn anh Phó Việt Duy đại diện. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Em số hội ngày mai ngày mốt. Vừa rồi là những cái sự kiện ngày hôm nay, ngày cuối tuần ở tại thương xã Phước Lộc Thọ, Little Sài Gòn. Một bên thì là ủng hộ bà Michelle Steele, một bên là ủng hộ ứng cử viên Derek Trần. Mong các bạn ở xa có thể hiểu thêm một số những cái sinh hoạt của cộng đồng Nam California ở Little Sài Gòn, quận Cam. Hiện nay rất là sôi nổi về cái mùa bầu cử 2024, từ chức tổng thống, dân biểu, liên bang, tiểu bang, thành phố và quận hạng, ngay cả những người Việt nghị viên.